ngày thứ hai trong chương trình khảo sát, đoàn đến với Hồ Núi Cốc, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tham dự chương trình khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên và các hoạt động trong khuôn khổ tuần văn hóa thể thao và du lịch tại Hồ Núi Cốc. Sáng ngày 25 tháng 4, tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuần văn hóa thể thao du lịch và chương trình khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề Từ trải nghiệm tới trái tim. Chương trình góp phần chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 138 năm ngày quốc tế lao động, 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuần văn hóa thể thao du lịch có nhiều hoạt động chính hấp dẫn như du thuyền trên Hồ Núi Cốc và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, biểu diễn các nội dung đua thuyền, trình diễn khinh khí cầu, giới thiệu quảng bá sản phẩm, trưng bày ảnh đẹp về văn hóa du lịch Thái Nguyên và trình diễn chế biến các món ăn đặc trưng của Thái Nguyên. Bước vào năm 2024 thì Thái Nguyên xác định cũng đã có những cái điều kiện cơ bản để tổ chức đón khách ở một số những cái dòng sản phẩm du lịch mà hiện nay mà du khách trong nước và quốc tế đang quan tâm. Và bước vào mùa du lịch thì chúng tôi tổ chức cái tuần văn hóa thể thao và du lịch để giới thiệu và tổ chức các hoạt động để giới thiệu bản sắc văn hóa, những thế mạnh về thể thao, đặc biệt là những cái điểm đến về du lịch để giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế đến với Thái Nguyên trải nghiệm, đặc biệt là thực hiện cái sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Cục Du lịch Quốc gia thì chúng tôi hướng đến là đẩy mạnh các hoạt động là thu hút khách trong nước cũng như là đẩy mạnh các hoạt động là thu hút khách người phát động cái phong trào người Thái Nguyên đi du lịch Thái Nguyên. Và trong năm 2024 này, song song với việc là đẩy mạnh công tác truyền thông thì chúng tôi cũng là đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các điểm đến để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, làm sao mà là khi du khách đến với Thái Nguyên được trải nghiệm các sản phẩm du lịch, các loại hình du lịch để giữ du khách đến với Thái Nguyên được lâu hơn và dài hơn. Đoàn tiếp tục khảo sát khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc. Từ lâu, Hồ Núi Cốc đã được biết đến với khung cảnh thiên nhiên rộng lớn và vẻ đẹp non nước hữu tình. Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp, mà bạn còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn. Khu du lịch Hồ Núi Cốc là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của khu vực phía Bắc. Khu du lịch sinh thái rộng lớn này cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 16 km và cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km. Hồ Núi Cốc là một hồ nhân tạo có diện tích đến 25 ha với 89 đảo lớn nhỏ trong hồ, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên thơ mộng. Cùng với chuyện tình Hồ Núi Cốc của Tràng Cốc và Nàng Công đầy cảm động, khiến nơi đây càng trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, khu du lịch còn có nhiều điểm tham quan độc đáo cho bạn khám phá. Khu du lịch Hồ Núi Cốc được xây dựng trên một khuôn viên rộng, có những cảnh quan thiên nhiên đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. Xung quanh hồ là những dãy núi, cây rừng bao phủ và những đồi chè xanh mướt nhấp nhô, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sơn thủy hữu tình, phảng phất một chút sắc màu huyền thoại. Qua chuyến farm trip và hành trình trải nghiệm đến trái tim của du lịch Thái Nguyên trong tuần lễ năm du lịch 2024 của Thái Nguyên ngày hôm nay, tôi đánh giá rất cao về công tác tổ chức cũng như là sự nhiệt tình chu đáo của ban tổ chức và những người dân của Thái Nguyên. Trong quá trình đi, chúng tôi đã đến khảo sát những điểm địa chỉ đỏ như là đài tưởng niệm 915, rồi là khu sinh thái làng văn hóa các dân tộc Thái Hải. Tôi đánh giá rất là cao về con người, sự nhiệt tình chu đáo, các cảnh điểm tham quan thì vẫn giữ được những nét hoang sơ, giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc, và những cái địa điểm sinh thái như hiện nay đang trên lòng hồ của Hồ Núi Cốc rất là đẹp, và sự đầu tư cũng như sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các cấp chính quyền đến ngành du lịch của Thái Nguyên, và sự vào cuộc đồng bộ từ các cơ quan quản lý cũng như là các công ty du lịch lữ hành đã giúp cho là du lịch Thái Nguyên có được một cái không gian cũng như là sản phẩm du lịch rất là độc đáo. Đến khu du lịch Hồ Núi Cốc, khách tham quan sẽ có cơ hội hưởng thụ nhiều hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí
tham quan và nghỉ dưỡng như du thuyền trên mặt hồ, thăm các đảo, thăm huyền thoại cung, nghe kể truyền thuyết câu chuyện tình thủy chung, Tràng Cốc, Nàng Công, thăm công viên cổ tích, vườn thú, vui chơi ở công viên nước. Tại đây có hệ thống khách sạn, nhà hàng ăn uống phong phú từ bình dân đến cao cấp, giá cả hợp lý. Trong nhiều năm nay, Hồ Núi Cốc đã trở thành một địa chỉ tham quan hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.